Trường đến trụ sở ủy ban xã. Lúc trời đã về chiều nhưng nắng vẫn còn gay gắt. Nhìn sang phòng họp, thấy số người tham dự chưa đông. Trường đứng núp vào bóng mát dưới gốc cây bàng trước cửa văn phòng hành chánh, mắt nhìn lơ đãng sang phía trường học, đang vang lên những tiếng ê a tập đọc của một lớp phổ thông cấp nhỏ. Đứng một lúc, toan bước lên thềm vào văn phòng tìm chủ tịch Na, thì có người đàn bà trạc tuổi sắp xỉ 50 băng ngang mảnh sân, tiến nhanh lại, gật đầu chào và lên tiếng: "Cậu Trường khỏe à? May quá, phiền cậu một tí ạ." Nhận ra người quen, Trường vui vẻ: "Bác Ngơ, bác ra trụ sở có việc gì đấy?" Người đàn bà lam lũ vội bỏ nón xuống chân, lôi trong túi áo tờ giấy học trò gấp làm tư, mở ra rồi thở dài bảo Trường: "Dạ, tôi có tí việc cần trình với ủy ban ạ. Nói ra thì xấu hổ cậu ạ. Thật là vạch áo cho người xem lưng, nhưng mà nhịn thì không được. Nhà tôi cứ nhất định là bắt tôi phải đem cái lá đơn này ra xin ủy ban giải quyết. Đơn này là do chính nhà tôi viết đấy. Đây đây ạ, nhờ cậu đọc lại giúp xem là viết như thế này thì có thuận không ạ?" Trường đỡ lấy tờ giấy và hỏi: "Thế bác trai đâu mà không ra gặp ủy ban? Nhỡ người ta cần hỏi gì thêm chăng?" "Ông nhà tôi thì cậu còn lạ gì. Từ ngày bị cưa một chân, đi lại khó khăn lắm. Cậu làm sao cậu nom hộ tôi tí. Cần sửa chữa chỗ nào thì tôi cầm đơn về. Còn cậu thấy được thì tôi nộp ngay cho ủy ban." Trường cúi xuống nhẩm đọc và nhíu mày theo nội dung của lá đơn. Thịnh An, ngày 29 tháng 8 năm 1969. Kính trình ủy ban hành chính xã Thịnh An. Tôi ký tên dưới đây là Nguyễn Văn Ngơ, nông dân, hiện cư ngụ tại xã Thịnh An. Làm đơn này kính trình ủy ban cứu xét cho tôi và gia đình tôi một việc như sau. Nguyên cách đây 4 tháng, ủy ban có bố trí ông Lê Đắc Khang, công nhân xí nghiệp Sông Lô Sơ Tán 2 đến ở nhờ nhà tôi. Lê Đắc Khang là đoàn viên thanh niên và là thợ bậc 3 của xí nghiệp. Qua theo dõi nhiều ngày, gia đình tôi đã phát